một chó là 10 à. 13 lý rồi. 13 lý mấy rồi đó. 13 lý mấy nha. Ngược chó, 13 lý mấy. Rồi. Hôm nay Từ Siêu hay tin là anh Tuấn sẽ cho Hà Thủy một chiếc ghe công xích. Thì Từ Siêu muốn quay lại để giúp cho quý vị xem để giải trí. Từ Siêu đang ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bây giờ mời quý vị vô chi tiết để xem coi máy gì, kích thước bao nhiêu. Đi theo Từ Siêu nha. Nhận kèo cũng nhiều lắm. Đang làm gì đây nữa nè. Anh Tuấn ơi, chào khán giả đi anh. Chào khán giả. Ở đây em cũng muốn hỏi là cái chiếc này bên đây là làm gì mà hôm nay có dán ép nữa nè. À, làm cabin Thái. Wow, cabin Thái hả? Mẫu Thái. Ủa, cái mẫu này là anh tự nghĩ ra hay là sao? Nói chung là mình khách hàng đặt hàng thì mình làm theo đơn đặt hàng, thích cabin Thái làm cabin Thái. Dạ dạ. À. Ủa anh Tuấn, rồi anh làm cabin Thái vậy thì sao, giá tiền sao trời? À, cabin Thái trên lệch 30 triệu. Dạ. À. Vậy là trên lệch ha. Tại vì mình tốn tiền công thợ mộc thêm nữa. Đúng rồi. Dạ. Thì đây là giá là anh nhận bình thường là nhiêu? 120 ha. Cabin Thái 140. Dạ. Kích thước là nhiêu ta? Cũng như chiếc của Phan Thiết. Dạ. Bề ngang? Bề ngang 2m6, dài 9m2. Dài 9m2. Ừ. Còn cao? Cao 1m15. Ừ. Thì nói chung cái mẫu này là cũng mẫu Nhật đó. Đúng rồi. Này hầm mũi nè, để neo được dây neo nè. Cái này cũng giống vậy luôn. Cũng giống vậy luôn. Ờ. Thì hai bồn này là để chứa lưới. Còn hai này thì để gọng sóng cá. Đúng rồi. Đó. Còn máy nè. Rồi. Cho khán giả con máy luôn đi anh. Rồi, ok. Chiếc này bộn tiền rồi nha. Cabin Thái. Lần đầu tiên em cũng mới biết đó. Để lần này coi anh làm sao. Chế dữ lắm nha. À. Máy này là Yanma 4. Hàng nghĩa địa ha. Hai cái bùm thao. Bùm gây. Máy này nhiêu ngựa anh? Nhớ không? Mạc đó nè, 80 ngựa. Nhiêu? 80 ngựa 3000 tua. 80 ngựa. Ừ, 3000 tua. Yanma. Yanma 4. Yanma 4 GH hả? 4LM. 2 tua 95 hả? Đúng rồi. Coi như 3 tua đi. Anh Mai, cho em hỏi là chiếc này dự trù khoảng nhiêu tiền anh? Khoảng 250 anh. Dạ. Nói chung là tại vì cabin Thái mà. Dạ. Ở đây là em cũng muốn biết là anh làm nghề gì? Câu lôi anh. Câu lôi. Câu cá thu lại câu mực. Dạ. Vậy là mình đánh vòng vòng mé thôi ha. À, nói chung là chỗ nào có là mình đi. Có gà cùng đảo không? Hình như là có, tới mùa là phải ra Cung Sơn đồ. Dạ. Trà Vinh đồ. Dạ dạ. Cái. Anh làm nghề này lâu chưa? Dạ cũng mới thành lập, mới làm mà anh. Dạ mới làm ha. Mới làm. Dạ. Chiếc này em thấy là anh làm là nó cũng lạ hơn người ta. Thì xin anh quay kỷ niệm nha. Dạ anh em. Rồi. Mình bữa nay có duyên. Có chứ, duyên. Chứ đi ngang nhiều khi không biết sao mới gặp lại nữa. Dạ. Rồi. Ở đây là ủa khi nào mới hạ thủy ta? Dự trù. Khoảng dự trù chừng nửa tháng nữa. Nửa tháng nữa ha. Rồi. Là trước Tết. Dạ trước Tết. Dạ. Rồi sau đó là mình về chuẩn bị đầu năm xuất hành. Rồi ok đúng. Đúng luôn ha. Dạ mình trong nghề với nhau à. Dạ. Chúc anh mau lấy vốn nha. Rồi cảm ơn. Dạ hy vọng là chiếc này chạy khoảng hơn 15 lý. Nha. Rồi mong là vậy. Dạ dạ dạ. Tại cái vỏ thì nó cũng nhẹ. Nói chung là nó nhẹ hơn cái đợt trước em quay. Đó, nhưng mà cái ngựa thì nó không bằng. Đó. Thì cái nghề này là cần tiết kiệm dầu đó nha. Chạy cũng suốt chứ bộ, câu lôi mà. À, chạy cũng suốt anh Từ Siêu. Dạ dạ. Ở đây là đang làm cái khuôn cabin Thái nè. Mình cũng chưa biết như thế nào nữa. Ủa anh, vậy là mình làm cái này là mấy tầng anh? Một tầng. Một tầng ha. Anh lúc trước giờ đóng bên cabin là nhiều ha. Làm nói chung là làm cái tàu gỗ ở bên Vũng Tàu hả? Vũng Tàu. Ở Vũng Tàu á. Dạ. Này chỉ là mình làm cái khuôn thôi rồi đúc ra ha.
đút ra từng miếng như thế nào gáp lại ha. Không, cái khuôn này đúng là mình làm nguyên cái khuôn cái cabin luôn á. Dạ. Là keo làm giá xong là thành thành phẩm luôn á. Dạ dạ. Hiểu rồi. Vậy là đây là cái khuôn thôi. Rồi mới lấy ra từ từ vậy đó. Làm ra nhiều lắm. Này mình làm khoảng bao lâu xong anh? Tầm 3 ngày trở lại. 3 ngày ha. Dạ. Thì để chờ xem nha, mình cũng chưa biết nữa. Nó cưa ra từng khúc gì đó. Rồi anh mới gáp lại. Rồi mới lắp keo. Rồi xong cái đó là lấy ra một mảng mảng vậy đó. Mới ra một cái cabin. Rồi gáp lại đó. Ra cabin Thái đó. Chẳng biết thế nào nữa. Có lan can không anh? Không, không có lan can nào. Không có ha. Còn nhỏ không có lan can. Dạ. Còn cái nhỏ mà. Dạ. Mỗi người một cách suy nghĩ ha. Ở đây là làm ra cái khuôn trước. Rồi sau này từ cái khuôn này nè sẽ làm được nhiều cabin chiếc khác nữa. Hay quá anh Tứng ơi. Nhớ nha. Rồi em không có ở đây thì nhớ quay clip lên cho khán giả xem để em ghép vô á. Đi nữa hả? Cái mũi này mình thấy nó dày quá. Anh Mai ơi, hỏi xíu ơi. Rồi rồi rồi. Sao mà anh thiết kế cái mũi này dày vậy? Hay là anh Tuấn thiết kế? Đã bên đây thiết kế cho nó dày và nó chắc hơn. Dạ. Em thấy nó lực lưỡng quá ha. Nó dày hơn bình thường đúng không quý vị? Nè. Ồ. Vậy tính ra thêm tiền đó ta phần này. Dạ, thêm tiền vật tư thêm anh từ sale. Dạ. Ồ, cái này là thêm cây. Thêm cây, cây thêm công bột, nữa. Công keo rồi. Nói chung là đủ thứ mọi mặt. Ừ. Nè bên đây thì nó nhỏ hơn xíu ha. Gấp đôi mà anh. Dạ. Từ siêu. Nhiêu tiền? Cũng khoảng 10 triệu anh. Dạ. Lên thêm công cán rồi vật tư thêm. Dạ. Thôi mình thích là được cái anh. Rồi ok anh. Dạ. Chứ nhiều khi mỗi người mỗi ý mà. Dạ. Em cũng muốn biết là cabin Thái nó như thế nào nữa. Đang hình dung ra. Dạ. Dạ. Ở, rồi cái này là anh tự nghĩ ra hay là anh muốn nó anh Tuấn anh tự nghĩ ra? Anh Tuấn anh tự nghĩ ra. Ờ. Với lại phần cabin Thái là anh Tuấn anh tự nghĩ ra rồi mình bổ sung thêm. Dạ. Rồi mình làm cabin Thái đầu thấy từ trước tới giờ á, không. Dạ. Ai đóng cabin Thái rồi mình đóng cho nó lạ hả? Cho nó lạ đẹp đẹp tí. Dạ, em cũng muốn biết nữa. Dạ. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi ok anh từ siêu. Dạ. Mai ơi, lấy cái máy kêu ông cận cắt mấy ống liền đi. Đưa xuống đi.
đâu đi ba ơi? Chạy không? Dính kia. Dính dây rồi. Từ từ cái cánh mở ra chưa có mở ra này, nó thằng lên nó ẩu. Mày mở cái đầu kia kìa, dở lên xong. Xe không nổi. Không vậy nó đẩy xuống à. Xe nó không nổi. Chưa có ga đâu anh Tuấn ơi. Chưa ra hả? Dạ. Ở đây là nước còn hơi chưa có lớn. Nó nghe nè.
Em thì mới Bình Dương về, nói chung là hay tin là chưa có chạy thử. Rồi hôm nay là em muốn anh là nhắc lại cho khán giả biết luôn, mẫu này là kích thước bao nhiêu đó. Mẫu này như bữa mình lên rồi đó, 9m2, dài 9m2, ngang nó 2m6, đứng dạ. Đứng 1m15. Dạ. Còn phần mũi là cao nhiêu? Cao 1m7. 1m7 ha. Ừ. Dạ. Còn ở đây là phần giá tiền. Đó, thì giá vậy là nhiêu tiền? Chiếc này cái mẫu cabin của Lai nè, cabin Lai Thái nè. Lai Thái. Thì thêm 20 nữa. 20 nữa. Là 140. Là 140 cái vỏ không? Đúng rồi. Là chúng ta sẽ lắp máy miễn phí, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Ừ. An Vi. Đó. Thì ở đây là chờ nước lớn nha quý vị. Ngày hôm qua là cẩu xuống rồi do phần máy móc nó chưa có hoàn thành, rồi chưa có chạy thử. Hôm nay là chạy thử đó. Hiện giờ thì nó 5 giờ chiều rồi, hoàn thành hết rồi nè. Thì nói chung đây là mình làm theo yêu cầu luôn anh Tuấn. Đúng rồi. Đây nếu như mình làm ở trong phần hộp, gửi trên mình làm cái mui cao nữa cũng được ha. Được, được hết á. Đúng rồi. Đây ở bên trong thì để ngủ. Đúng, đúng rồi. Ủa gì là anh chủ này ngồi lái bên trong luôn? Lái trong. Lái sau lái trong. Rồi hổm rài rồi cái chiếc đó đó. Quá trời người coi anh. Rồi có ai được gọi điện chưa không? Cũng có một hai anh em điện à, hỏi vậy á. Dạ dạ. Trong Tết nhiều lúc trong Tết anh em ta cũng chưa có quyết định để đóng. Dạ. Hy vọng là sang năm sau ha. Đúng rồi. Sau. Em hy vọng là anh đóng được chiếc cỡ 3 mét mấy, 4 mét ngang á là em mừng lắm. Đó. Càng bự càng đã ha. Đẹp quá, cái màu này là anh chủ chọn ha. Đúng rồi. Dạ. Anh chủ anh chọn. Nó nổi bật á anh. Ừ. Giờ đang chờ nha quý vị. Đang chờ. Bây giờ nhắc lại cái phần keo luôn đi. Keo phía dưới là nhiêu? Ở dưới đây dưới mày là 10 ly. Dạ. Trên đây là 8 ly. Dạ. Đó. Ừ. Còn đây là thiết kế khác nữa là anh chủ muốn cái phần bảo viền nó cao hơn tí. Bảo viền nó cao hơn ha. Đúng rồi. Bự hơn. Ừ, bảo viền gỗ cao hơn tí. Dạ. Ừ. Bự hơn. Chợp xíu quý vị ơi. Mình cũng đang nôn nóng coi nó chạy được bao nhiêu hải lý nè. Chiếc này nặng hơn bơ hổm phải không ta? Nặng hơn. Ừ. Chiếc nặng hơn. Bơ hổm chạy được nhiêu ta? 15 ly mấy à? 16 ly. Ờ à, đúng rồi. 16 ly. Ừ. Dạ. Mỗi người mỗi ý quý vị ơi. Đó, mũi cao ha. Mỗi người mỗi ý. Mẫu này là mẫu Nhật đó, từ khuôn Nhật lấy ra. Ở đây mấy anh này cũng đang chờ tiếp nè. Là sẽ xô cái chiếc ghe nhỏ này ra, ghe lưới đó. Chợp xíu nữa. Bây giờ phải tùy cơ ứng biến nha. Đó, là mình sẽ đẩy xuống bên đó. Thì nước thì nó cũng đang lớn lên từ từ. Để cho ghe nó nổi. Chợp xíu đi, chưa đâu. Chút xíu nữa à. Nước nó đang lớn lên từ từ, thấy không? Từ từ quý vị ơi. Chiếc này thì nó nổi rồi nè. Đó, chút nữa mình xô nó ra. Chờ một xíu nha. Cứ từ từ. Anh chủ này qua Tết anh mới xuất hành. Qua Tết mới xuất hành hả anh chủ? Đúng rồi. Qua Tết ha. Rồi. Vậy là chạy chạy xong là mình về đậu đi luôn ha. Vậy mình neo đậu đây luôn. Để giờ mình đó ra đó. Dạ đó. Đó vậy để xuôi vậy đó. Để xuôi xuống. Về phần cabin này á là chưa có chùi gì hết trơn nè. Còn phải chùi lại ha. Anh chủ này ảnh chọn ngà thủy á. Đó, rồi dạt ra để cho mát nè. Tấm này là tấm kiến luôn nha quý vị. Kiến luôn. Này còn chùi gì ra nữa. Bô lửa này là anh xài inox luôn. Inox. Giờ ra sao mình coi phần trong đây.
Tay ra số là inox luôn ha. Chỗ đây là chỗ ngủ luôn nè. Im ha. Phần máy nè. Máy này lúc trước mình nói rồi đó. Văn ma. Quên anh chủ nhiêu anh chủ? 4LM. 4LM. Đó, là nhiêu ngựa ta? 80 ngựa. 80 ngựa. Còn hộp số? 2 tua 95. 2 tua 95 đó, thấy không? Là chân vịt nó nhiêu ta? 6 tấc 8. 6 tấc 8 ha. Đủ hết trơn rồi đó. Đây là bồn dầu chảy ha. Bồn dầu mình á. Đó, im quá thấy không? Này cũng cỡ 100 lít không? Để xem. Ừ. Xem 100 lít. Cũng cỡ đó. Đây á, thì nhầm người ta thích làm cái mua giả ngồi nó cho cao nè. Tùy theo thôi, mỗi người mỗi ý mà. Chờ xíu, anh ơi, anh gán chờ xíu nha anh. Gán chờ xíu. Lấy cần ha, cần inox. Bây giờ á, là sẽ cho nổ máy là ve nhẹ. Còn ba người ở trên đây là đẩy. Đó. Từ từ quý vị ơi. Thì mỗi vùng mỗi khác ha. Có những vùng đó người ta dùng xe cẩu luôn. Đó. Được không? Được không? Được chưa? 2 3. Chưa hồi hớn gì hết trơn. Từ từ, chưa đâu. Xuống ngang được không? Bây giờ là chuẩn bị chạy thử nha. Quý vị hãy chờ xem nha. Chờ xem nha quý vị. Đó, nước lớn rồi đó. Hiện giờ là gần 6 giờ tối rồi. Từ từ quý vị ơi. An Vi sẽ chạy thử. Tùy cơ ứng biến nha, tùy cơ ứng biến. Từ từ. Dáng đẹp ha. Lên cabin này nhìn nó khác liền. Người thích lái vô lăng, người thích lái cần. Quá dày à. Từ từ quý vị ơi. Cứ từ từ. Đó. Nó còn dướng cái gì vậy ta? Khúc cây gì không? Đó. Nó còn hơi đụng cái phần lá ký chút xíu. Bây giờ ảnh nhóm tới để đưa cái mũi quầy ra, còn hơi cạn nè, thấy chưa? Thấy chứ, cuộc sống mà nhiều khi mình muốn như vậy đó,
mà cũng chưa được nữa. Phải chờ đợi đúng cái thời gian thời khắc đó mới được, đúng không? Lúc mình chạy lại đây là 5 giờ, giờ là 6 giờ rồi. Lần lần tới giờ, lần lần tới gì đó ha. À, cứ từ từ quý vị ơi, để xem nó được bao nhiêu hải lý nha. Bữa nay gió quá, để coi chạy ngược gió như thế nào rồi xuôi gió như thế nào nha. Còn dây nhợ gì tùm tùm cho nè, thấy không? Cứ từ từ quý vị ơi, nó còn cạn khúc đó đó. Đó, tới đó, im lên, đẩy từ siêu lên nha. Rồi, quá luôn. Em rồi đó. Chờ xem nha quý vị, còn chút xíu nữa. Chạy đây. Mừng quá quý vị ơi, quá êm mày. Đỡ cái mũi ra tí ơi. Đỡ cái mũi ra đây. Còn chiếc này nữa, lần nó ra. Ra ngoài kia chạy thử á. Đợi đây. Em. Mừng quá. Quá rồi, lên rồi quý vị ơi, lên. Từ từ nha. Từ từ. Ngược gió. Ngược gió là 13 lý rồi. 13 lý mấy rồi đó. 13 lý mấy. Ngược gió, 13 lý mấy. Rồi. Rồi đảo lại nha. Đảo lại. Bây giờ xuôi gió nha. Lên. Woo. Mười ba lý gửi. Chưa lên nữa. Hồi nãy lên tới 14 lý mà chưa kịp bấm nữa. Thử máy xong rồi nha. Nói chung là được. Từ 14 lý đổ lên. Đó. Vô đây. Tại vì ở đây là ngược gió rồi ngược nước nữa. Nói chung là khó canh lắm. Đủ thứ chuyện trên đời, thấy không? Với cabin này á là nó cũng bị cản gió nghe quý vị. Anh Tuấn ơi, cabin để cản gió nha anh. Đúng rồi. Đó. Cho nên là nó khác hơn cái đợt trước nữa.
vậy là đạt rồi đó. Im, thành công rồi đó anh. Theo em nghĩ là vậy.